chào các anh em đang theo dõi channel của Hacom, lại là mình Thu Phương đây. Nếu các anh em đang tìm kiếm một chiếc máy có thể cân bằng được các nhu cầu là giải trí, chơi game và học tập thì các anh em hãy thử ngay một sự lựa chọn, đó chính là Gigabyte Gaming G5. Và mức giá của em nó hiện nay cũng đang rất là mềm, khoảng 30 triệu đồng tại Hacom. Hơn thế nữa, em nó còn xuất sắc lọt qua những con mắt săm soi đến từ các bậc phụ huynh, bởi vì đây là một chiếc laptop gaming nhưng lại có một thiết kế trông khá là để có thể lè người được. Vậy thì lè người như thế nào thì hãy cùng tìm hiểu với mình trong video ngày hôm nay nhé. Tại sao mình nói là như vậy? Bởi vì đây là một chiếc laptop gaming nhưng mà tổng thể nhìn đấy thì mình ngay lập tức mình đã có một suy nghĩ, ủa sao cái chiếc máy này nó lại văn phòng như vậy? Nó rất là vuông vắn, nó rất là nhẵn nhụi và nó không có nhiều đường cắt xẻ hay là LED RGB gì cả, để cho chúng ta nhận thấy được đây là một laptop gaming. Chính vì thế thì nó sẽ xuất sắc lọt qua những cái ánh mắt của các bậc phụ huynh, đúng không? Điểm gaming ở đây có lẽ mình thấy nó sẽ là hai chiếc quạt thông gió tản nhiệt ở phần bản lề của máy. Còn ngoài ra thì những cái đường cắt xẻ nó gần như không có. Nhưng mà đây sẽ vẫn là một chiếc laptop văn phòng trông khá là dày dặn kiểu cũ ấy, bởi vì độ dày của em nó sẽ là khoảng 2,5cm, nhưng mà không hề nặng lắm đâu nhá. Cân nặng của em nó sẽ khoảng 2kg mà thôi, nhẹ hơn rất nhiều so với những chiếc laptop gaming hiện nay, bởi vì chất liệu vỏ của em nó được làm hoàn toàn bằng nhựa. Cảm giác sờ thì mình cũng không biết đây là chất liệu vỏ cụ thể là nhựa gì, nhưng mà cảm giác sờ rất là nhẵn nhụi chứ không phải là nhựa nhám đâu, và cũng không hề bị bám vân tay nha mọi người. Có lẽ vì chất liệu nhựa như vậy nên là cái trọng lượng của em nó đã được giảm đi đáng kể. Nhưng mà cũng vì điều đó mà chúng ta sẽ cảm thấy là cái chất lượng build của em này với mức giá tầm trung như vậy thì nó cũng hơi sẽ bị flex nhẹ một chút. Nhất là về phần màn hình, chúng ta sẽ thấy là bị flex mạnh nhất ở chỗ bản lề đây. Và bàn phím cũng có một chút nha. Mình đã giới thiệu ngay từ đầu thì Gigabyte Gaming G5 sẽ là một chiếc máy cân bằng hoàn hảo cho các tác vụ làm việc này, giải trí và chơi game. Thì điều đó được thể hiện qua những cái hiệu năng mà em nó được trang bị. Đầu tiên sẽ là con CPU đến từ Intel Core i5-11400H, trang bị 16GB. Chúng ta có thể nâng cấp tối đa lên đến là 64GB lận. Chúng ta sẽ có thêm đó là một ổ cứng SSD có dung lượng là 512GB này. Cộng với đó là một cạc màn hình rời RTX 3050 Ti. Ti thì nó sẽ có hiệu năng cao hơn so với bản 3050 bình thường, khoảng cỡ là từ 10 cho đến 15%. Thì điều này cũng giúp cho anh em có thể chiến tốt tất cả các tựa game có thể là AAA hiện nay rồi, hay là những tựa game yêu cầu FPS cao. Và ngoài ra thì các tác vụ về multimedia hay là giải trí cơ bản thì yên tâm, em nó hoàn toàn làm tốt. Ngoài ra thì em nó có được trang bị thêm một màn hình đó là Full HD với tần số quét là 144Hz, giúp chúng ta có những cái trải nghiệm chơi game vô cùng mượt mà. Với những anh em mà mua máy có thêm một chút động chạm đến multimedia thì các anh em cũng khá quan tâm đến phần màn hình, đúng không? Thì Gigabyte cũng có công bố rằng là đây sẽ là một chiếc laptop có kích thước là 15,6 inch nằm trong khung máy 14 inch. Nếu thực sự là như vậy thì đây sẽ là một điểm cải tiến khá là lớn và mình nghĩ là nó sẽ là sự đột phá trong các màn hình laptop gaming hiện nay. Tuy nhiên thì theo như mình nhận thấy và mình sử dụng 1-2 ngày nay thì mình thấy là nó tuy là nó nhỏ hơn những chiếc laptop có kích thước 15,6 inch hiện bây giờ, nhưng mà nó sẽ không được nằm trong khung 14 inch đâu mọi người, nó cũng khá là to đấy. Nếu được thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó sẽ gọn gàng và nâng cao tính di động hơn, còn nếu không thì cũng chẳng sao, bởi vì đơn giản là chúng ta mua một chiếc máy 15,6 inch và có một màn hình 15,6 inch đó là điều hết sức hiển nhiên. Nhưng vẫn phải khẳng định rằng là chiếc màn hình này sẽ có 4 viền màn hình siêu mỏng, nhưng mà hãng vẫn không hề cắt giảm webcam, chúng ta vẫn có một webcam HD để có thể phục vụ cho các bạn nhu cầu hội họp hay là call video. Còn mình nghĩ là nếu mà livestream các thứ thì sẽ không hợp, bởi vì cái webcam này khá là tối. Khi mà mình set đèn để quay video trên kênh YouTube như thế này và mình thử trên webcam thì mình thấy ui nó tối hơn rất nhiều so với điện thoại và ánh sáng thật á. Và sau một quãng thời gian sử dụng thì mình nhận thấy là độ sáng của em máy này cũng không được cao cho lắm. Nó sẽ dao động vào khoảng từ 250 cho đến 270 nits. Độ phân giải của màn hình sẽ vẫn là Full HD này, có trang bị tấm nền IPS và tấm chống chói. Độ chuẩn màu sắc thì là 72% NTSC. Với những bạn làm multimedia thì mình thấy là màu sắc của em nó cũng tương đối tươi, sống động và hơi nịnh mắt một chút. Thì những bạn làm multimedia có thể lưu ý điều này nhé. Chúng ta sẽ có ở đây mặt C của máy sẽ là một nút nguồn này, một layout bàn phím full size và một thanh touchpad rất là rộng rãi. Mình đánh giá thì bàn phím của chiếc laptop này đạt chuẩn so với những chiếc laptop gaming thông thường, hành trình phím sâu, phím bấm to. Ngoài ra thì em nó được trang bị thêm đó là LED xanh nha mọi người, không có LED RGB đâu, bởi vì là một chiếc laptop để có thể qua được những cái ánh mắt săm soi của phụ huynh giả văn phòng mà thì chắc chắn là sẽ không được trang bị những cái LED RGB màu sắc cá tính rồi. Còn cái thanh touchpad thì mình thấy rất là rộng, nhẵn nhụi,
thao tác dễ dàng và có hai phím bấm trái phải để riêng cho các bạn như thế này. Nếu mà chúng ta không chơi game, chúng ta sử dụng thanh touchpad này thì thao tác vẫn rất là mượt mà. Laptop Gigabyte Gaming G5 thì có một điểm khá là nổi bật ở phần thiết kế cổng kết nối. Nó sẽ có 4 cổng kết nối nằm ở phía lưng máy phần bản lề. Đó là một cổng mini DisplayPort này, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN và một dây cắm sạc. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta là không bị quá nhiều dây dựa ở phía hai bên, không bị cấn tay khi mà thao tác làm việc, đúng không? Tiếp theo thì ở phía cạnh bên trái của máy chúng ta sẽ có hai cổng USB, hai cổng xuất âm thanh, và bên cạnh bên phải thì chúng ta sẽ có một cổng USB này, một cổng Type-C và một khe lọc thẻ nhớ. Một điểm nữa mà Gigabyte đã trang bị cho em này cũng khá là đặc biệt khác với những laptop khác, đó chính là pin rời nằm ở vị trí góc bên trái của máy đây. Pin rời này có thời lượng sử dụng nó khoảng từ 3 đến 4 tiếng với những cái tác vụ hỗn hợp, và nếu các bạn chơi game thì mình nghĩ là nó chỉ khoảng hơn 1 tiếng, 2 tiếng gì đấy thôi. Nhưng mà điều này nó lại gây ra một cái khá là oái oăm như thế này. Đó là máy thì vẫn có 4 cái hốc tản nhiệt như thế này, nhưng thực ra thì chỉ có 3 khe là ra gió mà thôi. Cái khe ở bên cạnh cục pin rời này thì chỉ là phần giả để cho nó cân bằng so với cái khe còn lại. Thì mình thấy là nó sẽ mang lại một cái, đó là cảm giác nóng ở phần kê tay, đặc biệt chính là ở những cái phím mà chúng ta thường xuyên thao tác nhiều nhất khi mà chơi game, đó là cụm phím WASD. Thì mình thấy điều này đang là một cái sự thiết kế có lẽ là không được phù hợp lắm trong cái một chiếc laptop gaming. Không biết là mình có thực sự cần thiết là cần có một cái cục pin rời để có thể thay thế sử dụng thêm khoảng 2-3 tiếng hay không, hay chúng ta sẽ thường xuyên cắm sạc và bù lại đó là một cái lỗ thoát gió để có thể có cái phần kê tay mát hơn. Và nói đến nhiệt độ khi mà chơi game á, thì mình đã test khá là nhiều cái tựa game trên chiếc Gigabyte Gaming G5 này, tiêu biểu ví dụ như là CSGO hay là Battlefield 5 hay là Valorant. Thì mình thấy nhiệt độ chơi game em nó cũng khá là nóng đấy, lên đến khoảng cỡ là 50 độ. Cái nhiệt độ nóng nhất nó sẽ nằm ở cái phần góc bên phải này và phần kê tay ở cụm phím WASD. Khi mà mình test trên các tựa game mà mình vừa nói kể trên thì mình thấy là với CSGO thì mức FPS của em nó có thể kéo lên được ổn định là trên 200 FPS. Ngoài ra những tựa game nặng về đồ họa hơn, ví dụ như là Battlefield 5 thì bị lốc FPS ở mức độ là 60 FPS. Còn những game như là Valorant thì mình thấy nó dao động cũng khoảng 80-100 FPS. Và tất cả những tựa game trên thì mình đều setting ở cấu hình đó là 2 hết nha mọi người. Thì có thể thấy là những cái trải nghiệm mà em nó đem lại khi mà chơi game thì em nó có thể cân tốt các tựa game triple A, các tựa game yêu cầu FPS cao, và nó sẽ mang lại một cái cảm giác khá là ổn định mượt mà khi mà chơi game. Để nói đến là có thể chơi game mà không cần loa ngoài trên chiếc Gigabyte Gaming G5 này hay không thì mình khuyến cáo là không nha. Các bạn nên trang bị thêm cho mình chiếc loa ngoài hay là sử dụng tai nghe thì có lẽ cái trải nghiệm âm thanh khi mà chơi game hay là giải trí nó cũng sẽ tốt hơn. Bởi vì loa của chiếc laptop này thì nó âm lượng mình thấy khá là nhỏ và thiếu bass khá là nhiều. Thế nên các bạn có thể cân nhắc thêm việc là sử dụng tai nghe hay là trang bị cho nó thêm một chiếc loa rời. Ok, tổng kết lại thì mình thấy đây là một chiếc laptop khá là cân bằng về mọi nhu cầu của chúng ta hiện nay, đó là chơi game, đó là giải trí, đó là làm việc, kể cả là về multimedia. Và mức giá của em nó thì cũng rất là mềm, khoảng 30 triệu đồng thôi. Link sản phẩm thì mình đã để phần mô tả cho các anh em rồi. Nếu anh em thấy rất là quan tâm và muốn thử trải nghiệm mà cái hiệu suất cân bằng này thì có thể truy cập vào link mà mình đã gửi ở phần mô tả nhé. Còn nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với Hacom thì hãy tặng cho chúng mình một like, một subscribe để có thể ủng hộ chúng mình ra những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và mong sớm gặp lại trên Hacom.